Xin chào tất cả mọi người nhá, em là Feng Feng. Hôm nay được anh Thắng giao nhiệm vụ cho đi mua sơn về để sơn nhà hầu. Bởi vì nhà hầu làm lúc trước Tết, đến thời điểm bây giờ thì nó cũng, cái tường nó cũng khô rồi. Với cả nó đang là mùa xuân nên là thời tiết nó cũng có hửng nắng lên, rất là phù hợp để sơn cái tường. Thì vừa nãy em Feng Feng có gọi điện cho anh Sự với cả Trần xuống để chở sơn về. Bởi vì mua 3 thùng cơ, 1 thùng sơn màu với cả 2 thùng sơn nót. Thì hai người bắt đầu mới đi, thì đi từ trên bàn xuống đây nó cũng phải tầm mất 4-50 phút đấy, bởi vì hơi xa. Nên là đi qua đây thì em cũng thấy có nhiều cây hoa ban trắng ở chỗ này, thì cũng dừng lại quay chia sẻ cho các bác về cái mùa xuân Tây Bắc có cái hoa ban này rất là đẹp. Sau đó là lên trên cửa hàng sơn để mua sơn cho hai người mang về. Trần ơi, Trần ơi, đây mà. Đấy, đi chờ 4-50 phút về tới. Đây. Giờ đây xuống rồi mà không nhớ à? Chắc là để xe lên đi. Thế à? Trần đã chưa xuống rồi đúng không? À thế à? Trần hả? À, báo xuống à? Tưởng Trần xuống, tưởng Trần biết. Anh Sự, anh... Thế à? Thì... Cứ tưởng xuống, chờ lâu quá. Đó, đi vào đi anh ơi. Đây, chắc là lấy cái sơn màu như nhà này nhỉ? Đây này, Trần, đây. Đây đúng không? Đấy, như đấy đúng không? Mè đồng, đi mè đồng. Tóc tai dựng ngược cái ghế lên này. Đấy nhìn. Chị ơi, cho em lấy 2 thùng sơn nót với cả 1 thùng sơn màu. Cái màu này có phải là màu giống ngoài kia chưa? Giống không? Đúng không? Nào rồi. Không phải màu nào. Màu này không á? Phải màu này đâu. Màu này thì thẫm lắm, thẫm màu lắm. Này. Màu này lên đậm lắm. Thế à? Đậm kinh lắm. Chắc là màu này thôi. Màu này lên thì nó kiểu xanh, ở đây không thấy ai sợ. Đâu chị ra chỉ cho em có giống cái nhà này không? Anh Trần với à anh Sự ra xem có giống cái màu bên này không? Giống mà, nó màu nhuộm khác màu là chết đấy. Đấy, màu này nữa mà. Đâu Trần ra xem đúng không? Đâu cái này phải trực quan sinh động đúng rồi, đi vào đâu đâu và dí sát vào đấy cho Trần vào xem nào, anh Sự vào xem nhá. Sơn nên là không khác màu là không được đâu, đúng chưa, đúng màu này chưa đấy, tí mà làm sai là chết đấy nhá. Chết em ấy, em đi mua sơn là về mọi người chửi chết đấy. À đâu cái màu mà anh Sự chỉ là cái màu nào nhỉ? Màu xanh này là cái màu vành ấy à? Đâu đấy, nó cứ phải trực quan sinh động thế. Lót 2 thùng màu, 2 thùng sao? Lót lấy 2 thùng nót, 1 thùng màu. 2 thùng màu sao? Anh Thắng bảo là lấy 1 thùng màu trước. Ờ, cứ lấy 1 thùng màu trước với cả 2 thùng nót. Thời tiết nắng nắng này là sơn được rồi nhỉ? Nhưng mà xe của Trần có chở được không? Được á? Không. Nhưng mà một xe là phải chở 2 thùng, một xe chở 1 thùng. Xe anh Sự chở được 2 thùng không? Xe của Trần nhìn hơi chán đời nhỉ? À thế à? Trời ơi cái xe các bạn. Cái gì kêu mỗi cái còi không kêu. Mua được bao nhiêu đâu rồi anh? Lấy 2 thùng. Lần trước mọi người mua ở đây một lần rồi. Hai ba lần rồi. À 2-3 lần rồi à?
Nên là mình xem cái giá nào hợp lý nhất nhé, lấy cho bà con thôn bản đấy. Tiền thì cũng là tiền của cô bác ở cho ở mọi người ủng hộ giúp đỡ thôi. Nên là bình thường giá bán ở cửa hàng là giá bán mà chiếc khấu là 450, nhưng mà bán cho các bác ở thôn bản em được 400 nhá. Bác 50.000 một thùng ấy. Cảm ơn mọi người nhá. Bởi vì cái tiền này thì cũng là không phải là tiền của mình chỉ là người đi. Thì đây là giá của cửa hàng bán. Giá bình thường một này là chưa chiếc khấu là 700. Bảy cửa hàng chiết khấu rồi là còn 450, nhưng em lại bớt đi cho 50.000. Đấy là một thùng sơn đấy đúng không? Dạ, vâng, một thùng ạ. Thùng đấy là thùng sơn màu à? Tất cả màu hay trắng đều giá bằng nhau anh ạ. Thế à? Dạ vâng. Đây là 1.2 triệu. 1.2 triệu đúng không ạ? Xem. Bán cho các bác thì mới bán thế thôi ạ. Còn bình thường không có giá đấy. Đấy, đầu năm mà buôn bán nó phải như thế nhỉ? À, gia lộc cho mọi người để làm ăn mới phát đạt được. Đây cho mình gửi tiền trước đã nhỉ? Hay à, đi lấy sơn trước đã. Lấy sơn đây. Nhưng mà xem cẩn thận nhá, cho nó chuẩn màu nhá. Đúng đúng cái thùng nót này lần trước không anh? Trắng, màu trắng. Anh quay anh xem đi. Xem chính xác không? Phải chứ? Chắc là phải rồi đúng không? Anh Trần ơi, Trần ơi. Đấy. Trốn vợ ra đây chiều gái nhá. Trần mang ra ngoài này đi. Trần này bằng tuổi Phang Phang, Trần sinh năm 90, Phang Phang bằng tuổi Trần, nhưng mà dạo này Trần là đẹp mã hơn Phang Phang. Hả? Chị ơi. Đâu chị ra? Ra đây chỉ cho ngày nào. Về. Mở hết thì. Đó là 2933 đây, nó là màu xanh. Đây là quai là màu trắng này, đây cũng là quai là màu trắng, hai hộp trồng, hai hộp trồng lót, đây là màu trắng này quai. Còn ở đây là 2933 là thì màu xanh đấy. Sơn thì tất nhiên màu một là nó phải giống nhau hết rồi. Xanh biển đấy, nó ở mã ở một bên này. Xanh biển. Em báo trắng. Hai cái thùng này là thùng trắng này với cả thùng trắng này là thùng lót. Còn đâu là thùng này là thùng màu. Đúng rồi. Đấy. Xanh biển đây này. Đúng rồi. Xanh biển. Vâng. Nhưng mà chính xác màu rồi đúng không mình ơi? Chưa về mà sai màu là chết đấy. Mở ra nhầm là em phải chuyển tiết nhiệt đấy. Chị giả lại á. Giả lại đấy. Giả lại. Ê, từ từ đấy em ấy đã, để em thanh toán tiền xong là mọi người chở. Cho mình thanh toán tiền với. 1.2 triệu. Đi ra kia đi, để mình thanh toán. Quay đây. Nào đây. 1.2 triệu, đấy, 500 này. 1 triệu. Anh có 100 không? Anh không có. Trời ơi, em hỏi quay làm gì á? Anh là dùng tiền của các cô, chú, các bác. Đấy là mọi người ủng hộ giúp đỡ bà con nghèo ở vùng cao. Nên là làm cái việc gì là cũng phải công khai. Mình đi mua làm gì là mình cũng phải công khai để cho các cô, chú, bác biết. Tại vì mua cho các cô, chú vùng cao nên em mới bớt. Đó. Thấy thì lần sau mày đến đây mua nữa.
Còn nhiều cái nữa. Đúng rồi, còn nhiều cái. Đổi tiền à? Không có tiền này. Đấy. Cầm chiếc 200, trả lại 100, 1 triệu 2. Đấy nhỉ, sau này mà làm nhà vệ sinh hay là làm nền nhà thì lấy cái gạch ấy được nhỉ? Sau này mà có công trình gì là làm cái nền nhà tắm, nhà vệ sinh ấy. Đấy. Đấy, anh Trần Trần nghiên cứu màu sơn à? Trần thích nhà nào? Nhà này không? Ủa ơi. Hả? Thích mà. Thích à? Thế nhà này có thích không? Nhà nào cũng thích. Nhà nào cũng thích à? Thế nhà mình có thích không? Thích mà. Nhà mình bây giờ có thích không? Thích. À, đúng rồi, nhà mình là phải thích chứ nhỉ. Lại thích nhà hàng xóm là không được. Thôi phải cố gắng một thời gian nữa thì mình sẽ có nhiều nhà đẹp nhỉ. Đủ tiền cho mình lấy hóa đơn đi. Mình em không cần đơn vị đâu anh. Em ghi Nguyễn Tất Thắng này cho anh. Đó. Chào bà chủ nhá, về đây. Ok. Đi về đi anh em ơi. Vâng, đi về nhá. À. Một Trần chở một thùng nhờ, anh Sự chở hai thùng. Em chở một thùng. Xe của Trần này đi cẩn thận nhá. Vâng. Ôi, cái xe mới mua được mấy năm rồi? Ôi dồi, xe mua 25 mà đi như 20 năm nhỉ. Đi trên bản. Đấy, xe anh Sự này còn đi, còn đảm bảo ăn rồi. Ô, xe anh đi được 5 năm rồi á? 5 năm rồi. Nhưng mà xe giữ nhỉ? Nhưng mà con này là xe này Honda xịn á. Con kia là Honda Trung Quốc đúng không? Nhưng mà xe của Trần chắc mấy triệu thôi nhỉ? Mua lại bao tiền? Nhưng mà Trần nhá, lần sau không được gọi Phen Phen bằng anh nhá. Bằng tuổi mà. Trời ơi, Phen Phen già lắm à. Nhìn vẫn còn đẹp trai phong độ lắm. Lần mí nó khác một tí. Rồi, đi. Ok, về nhá. Tí lên sau nhá. Ok. Chắc là... Anh... Rồi, chào mọi người nhá. Đi, về nhá. Trần đi sau để đẩy cái thùng này cho anh nhá. Anh Sự. Bảo Trần đi sau, anh Sự đi trước. Trần ví dụ là nó có nghiêng, nó có đổ thì anh Sự, Trần nhìn thấy. Ok, đi về đi. Đó, rồi cái video này của em đến đây là cũng là kết thúc rồi. Bởi vì cũng chỉ là quay lại cái hình ảnh mà để công khai cái việc mà đi mua sơn đấy, cho nhà hầu ở đây. Thì bây giờ em Phen Phen cũng đi ra chợ để mua ít lương thực thực phẩm để tối này vào bản tiếp. Rồi, xin chào các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video của em.